Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Tham dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Giám đốc phụ trách hoạt động dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Stephanie Stonemaster, cùng đại diện nhiều bộ ngành, hiệp hội và đông đảo các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc diễn đàn Logistics Việt Nam 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định, nhìn chung, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và sắp tới là RCEP sẽ tác động tích cực đối với việc cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế nhờ vào việc tiếp cận thị trường xuất khẩu có sự ưu đãi về thuế quan, tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, giảm được chi phí các yếu tố đầu vào bởi được chuyển giao công nghệ và nhập khẩu các yếu tố đầu vào rẻ hơn theo điều kiện ưu đãi. Đánh giá cao sự phát triển của Logistics Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, qua 7 lần tổ chức, diễn đàn Logistics Việt Nam đã trở thành một không gian uy tín, kết nối sự tham gia, chia sẻ và phản hồi thông tin của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Qua đó đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành Logistics Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, hệ thống chính sách, pháp luật về Logistics hiện nay ngày càng được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng Logistics trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều công trình lớn, hiện đại đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả. Dịch vụ Logistics của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đạt 12-14%, tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ Logistics đạt khoảng 60-70%, đóng góp khoảng 4-5% GDP. Tại diễn đàn Logistics Việt Nam lần này, ngoài phiên toàn thể với chủ đề cắt giảm chi phí Logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, còn diễn ra hai hội thảo chuyên đề là cơ hội để đại biểu có nhiều thời gian thảo luận tập trung hơn đến những nội dung quan tâm như hạ tầng Logistics, xu hướng và cơ hội, chuyển đổi số trong Logistics. Oh,